Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta lại quay trở lại với thử thách vẽ tranh trên bánh pancake. Và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta chính là một người bắt quyền lực, nữ hoàng băng giá, Elsa. Elsa, Elsa hình như là xuất hiện trong cái câu chuyện cổ tích có tên là nàng Elsa và bảy chú lùn gì đúng không? Tào lao, câu chuyện cổ tích đấy là cô bé quàng khăn đỏ và bảy chú lùn. Cô bé quàng... Làm gì mà phải, cô bé quàng khăn đỏ là ở trong cái chuyện gì mà đánh rơi giày thủy tinh cái gì mà. À, đánh rơi giày thủy tinh lúc 12 giờ đêm đúng không? Anh lại nhầm nữa. Người mà đánh rơi giày thủy tinh lúc 12 giờ đêm là công chúa ngủ trong rừng đó, sau đó được hoàng tử cứu. Công chúa ngủ trong rừng thì là Elsa chứ là ai? À đúng rồi ha. Nói đi nói lại thì các nhân vật này quen nhau hết. Đi vòng là nhau hết thôi. Đúng không? Được em thôi. Chắc hẳn là nãy giờ các em cảm thấy rất là hoang mang đúng không? Là tại sao chị và anh Tiểu Thư lại lộn xộn hết tất cả các nhân vật như vậy? Thực ra là anh và chị Thơ nãy giờ xuyên tạc bậy bạ thôi, các em đừng có tin theo. Và như lần trước ấy, thì anh và chị Thơ đã vẽ nhân vật Doraemon, thì đấy là một nhân vật rất là quen thuộc rồi. Tuy nhiên là vẫn rất là khó để hình dung ra khuôn mặt của Doraemon. Nếu mà nhìn thoáng qua ấy, thì các em có thể nhận ra ngay. Nhưng mà bây giờ để nghĩ, để vẽ khuôn mặt của Doraemon rất khó. Cho nên là anh và chị Thơ đã quyết định là nhìn theo cái hình mẫu để vẽ. Còn hôm nay, Elsa là một nhân vật vô cùng nổi tiếng, cũng rất quá là quen thuộc rồi. Cho nên là thử thách khó hơn đó chính là phải tưởng tượng, phải nghĩ trong đầu, phải nhớ ra cái khuôn mặt của Elsa như anh thế có nào nhớ. Tất nhiên là anh nhớ rồi, Elsa luôn nằm trong tâm trí của anh. Wow. Ngày nào anh cũng xem phim hoạt hình Elsa. Ghê vậy, anh thích nữ hoàng băng giá cỡ đó luôn á hả? Thích. Rồi bây giờ thì chúng ta thử xem là anh Tiểu Thúy có nói thật hay không, bằng cách là anh ấy phải vẽ ra được Elsa. Ok. Ok, Elsa thì có tông màu chính là gì anh biết không? Màu xanh này là tóc của Elsa màu gì? Tóc của Elsa màu trắng. Nhưng mà trắng hơi ngả vàng. Hơi ngả vàng thôi, lấy màu vàng lại đi ha. Ok. Môi của Elsa màu gì? Môi của Elsa màu đỏ. Ê, được. Môi của ai chẳng màu đỏ? Chẳng có ai môi thâm như thơ cả. Vô duyên, Tiểu Thư vô duyên. Thử xem môi ai thâm hơn. Da của Elsa màu gì? Da của Elsa là màu trắng, có một chút hồng hồng. Ok. Và như vậy là chúng ta đã đủ màu ở đây. Chị Thơ đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Hôm nay thì chị Thơ của chúng ta đã rút kinh nghiệm pha cái bột này rất là đặc và rất là dễ vẽ luôn. Trong khi anh Tiểu Thúy đang tào lao thì chị sẽ vẽ. Anh sẽ không copy bài của chị Thơ đâu, bởi vì rút kinh nghiệm lần trước chị ấy vẽ rất là xấu. Không biết là anh nên vẽ Elsa quay lưng lại phía anh hay là quay mặt lại phía anh. Nếu mà quay lưng lại phía anh thì chỉ cần vẽ mái tóc là xong. Anh Tiểu Thúy tào lao quá à. Ui, nóng quá, nóng quá. Khó quá. Vậy mà anh Tiểu Thúy nói là Elsa luôn ở trong tâm trí của anh Tiểu Thúy. Xé nhát, xé nhát. Anh sẽ vẽ Elsa lớn hơn. Thì sẽ có một khuôn mặt này, một khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, có một mái tóc bồng bềnh, Elsa tóc mây, tóc của Elsa rất là dài và được tết lại với nhau, như hình những cái sợi xích vậy, đó, rất đơn giản, một mái tóc bồng bềnh uốn lượn gợn sóng. Elsa cũng như bao nhân vật khác thì Elsa sẽ có hai con mắt rất là to. To hơn cả mắt của Doraemon luôn. Đó. Trong con mắt thì có con ngươi, một con ngươi nho nhỏ. Và Elsa thì có một cái mũi này thì nhỏ hơn mũi của anh. Elsa có miệng không nhỉ? Không. Có. Elsa là một người miệng rất là rộng, rộng hơn miệng chị Thơ nữa. Có một thân hình rất là cân đối, rất là thon thả nữa. Xong, vậy anh đã tạo hình xong cho nhân vật Elsa. Tóc của Elsa có màu vàng,
Anh sẽ tô màu vàng. Đấy, anh rất là hào phóng khi mà vẽ cho bạn Elsa của chúng ta có một mái tóc dài đến tận chân luôn, như kiểu là công chúa tóc mây vậy. Chị Thơ sao im lặng quá vậy? Đang tập trung sáng tác nghệ thuật đây mà. Anh Tiểu Thúy nãy giờ mô tả Elsa mà chị không tưởng tượng ra luôn. Cho nên là chị phải tập trung để chị gạt bỏ những lời nói của anh Tiểu Thúy ra ngoài. Thế chị Thơ hôm nay... Ui, sao cái mặt của Elsa lại kinh dị vậy? Tí nữa lật lên mới biết được, 30 chưa phải là Tết đúng không em? À... 30 chỉ là ngày gần Tết thôi. Thực ra là cái bột này của chị Thơ vẫn chưa trắng lắm đâu. Elsa của chúng ta còn trắng hơn nữa cơ. Và chúng ta sẽ có một bộ quần áo trang phục màu xanh. Chị Thơ chỉ vẽ đến bụng thôi sao? Trời ơi, anh vẽ cả chân cả tay cho Elsa luôn nè. Anh Tiểu Thúy thì giỏi rồi. Đó, sau đó chị sẽ đợi một lúc. Rồi, anh Tiểu Thúy xong chưa? Ta-da. Trông của anh có vẻ là đẹp hơn rồi đấy. Đúng rồi, của anh Tiểu Thúy sao lại đẹp hơn của chị được ta? Cũng lâu lắm rồi chị không thấy Elsa mà. Chị phải đi xem Elsa mới được. Lật được chưa anh Tiểu Thúy? Chưa, của anh chưa lật được đâu. 3, 2, 1. Ta la! Đẹp quá, đẹp quá. Thấy chưa, ghê thấy chị vẽ Elsa chưa? Không ngờ trong trí tưởng tượng của chị á, Elsa là như thế này. Đặc biệt là mái tóc, anh Tiểu Thúy có thấy mái tóc của chị rất giống không? Khá là đẹp đấy. Rất đẹp chứ gì nữa. Để đợi đấy. Lật anh Tiểu Thúy coi. Elsa là một người rất là... Anh đang vẽ kiểu như là... Nếu bạn nào biết đến Chibi anh đang vẽ Chibi, Elsa Chibi chứ không phải là... Không phải là Elsa bình thường đúng không? Bình thường, Elsa Chibi thì đầu to và thân hình thì sẽ hơi bị nhỏ. Cẩn thận, không, nếu mà không cẩn thận là Elsa sẽ bị đứt cổ. Đầu lìa khỏi cổ là chuyện hết sức bình thường. Elsa trong tâm trí của anh rất xinh đẹp đúng không em? Nếu mà Elsa thật ngoài đời cũng như thế này thì chắc là chị không xem phim Elsa nữa đâu. Thực ra là bây giờ anh chưa nhớ được chi tiết những cái nét trong khuôn mặt Elsa thôi, cho nên là anh vẽ mặt hơi xấu thôi, chứ còn tóc với lại thân thì anh vẽ cũng khá là giống ấy chứ. Trời ơi, tóc như kiểu là đống lông vậy. Bây giờ mình chơi lại như ban đầu đi. Bây giờ mình sẽ nhìn vào hình mẫu để mình vẽ. Có nghĩa là anh không nhớ Elsa như thế nào đúng không? Anh chỉ nhớ mang máng thôi. Hóa là như vậy. Và bây giờ sẽ là hiệp thi đấu thứ hai. Hiệp này thì anh và chị Thơ sẽ nhìn theo hình mẫu để vẽ. Anh đã tìm được một hình mẫu cho riêng mình và chị Thơ đã tìm được một hình mẫu cho chị Thơ, nhưng mà cả hai hình mẫu này thì đều có một cái góc nhìn giống nhau. Ba má giống nhau thôi, nhưng mà anh Tiểu Thúy nói là hình mẫu của chị thì xấu hơn hình mẫu của anh Tiểu Thúy. Tất nhiên rồi, hình của người ta đẹp như thế mà. Bây giờ anh sẽ vẽ theo cái hình của anh lựa chọn. Và chị... bạn Elsa fake này sẽ cổ vũ cho anh. Elsa đấy không phải là Elsa fake đâu. Elsa phù thủy. Mặt bạn Elsa của chị Thơ anh thấy cũng rất là kinh dị. Chưa chắc, chưa lật. Wow, của anh Tiểu Thúy đẹp hơn của chị kia mà. Tại sao vậy? Anh Tiểu Thúy nhìn mình vẽ đẹp hơn chị luôn đó kìa. Chị muốn lật mặt Elsa của chị không? Lật mặt Elsa. Lật mặt. Lật đi, em lật trên. 3, 2, 1, 3. Wow, khá là đẹp đấy.
sao hơi bị bong một tí xíu. Yeah, yeah, thấy chưa? Mắt của bạn em sao có màu xanh? Mắt của anh kiểu tôi. Bạn em sao mà chỉ có lông mi của anh kiểu thúi có lông mi không? Không. Nhưng mà nếu mà nhìn ở cái góc này thì là bạn em sao của chị khác với của anh kiểu thúi. Ủa sao của anh kiểu thúi vẽ em sao nó hay kỳ quá. Đấy, anh vẽ giống trong hình của anh. Trời ơi, nhìn rất là đẹp luôn. Em thấy chưa? Wow, anh kiểu thúi phải cảm ơn chị bởi vì chị đã cho anh kiểu thúi mượn cái đồ lật. Ba. Chọn ra một bức tranh để thi đấu đi. Đúng. Bây giờ anh sẽ lựa chọn bức tranh này, còn chị Thơ lựa chọn bức tranh này. Vô duyên, bức tranh này sao không lựa chọn bức tranh kia? Ok, rồi anh lựa chọn bức tranh này đi để em lựa chọn bức tranh này để thi đấu. Để... sao vậy? Anh sắp đứt cổ. Đứt này, đứt này. Không, không. Thôi anh nhận là anh xấu hơn. Lần này anh vẽ hơi bị xấu. Hay là mình chơi một trò khác thì mình vẽ Olaf. Không. Olaf dễ hơn rất nhiều. Olaf là người biết vẽ dễ hơn rất nhiều em ạ. Để anh về anh nghiên cứu lại cách vẽ, xong anh sẽ vẽ thi với chị Thơm một cách sòng phẳng trong thử thách ngày hôm sau. Các em thấy chị vẽ có đẹp không?